Dạ, câu hỏi tiếp theo là thưa sư, một vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong khi thực hành 30 pháp ba la mật có khi nào chứng một trong bốn thánh quả không? Dạ, Tuyệt kính đối thưa không? sư. Vậy rồi. Vậy Tuyệt không? đối không? Dạ vâng.